trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới sổ đỏ từ ngày 1 tháng 8. Nghị định 101 của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 7, 2024 quy định các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Chính phủ ban hành Nghị định 101/2024 quy định về điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, trong đó nghị định quy định các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm 1. Hợp thửa đất hoặc tách thửa đất. 2. Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được nhà nước giao đất cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng. 3. Dự án đầu tư có sử dụng đất mà điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trường hợp chủ đầu tư dự án đã được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án mà có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất cho từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt. 4. Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận. 5. Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính, thay đổi diện tích đất ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 điều 141 của luật đất đai. 6. Trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi hoặc trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nghị định 101/2024 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Quy định mới về cấp sổ đỏ với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới. Nghị định 101 của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2024 xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận đã cấp. 1. Trường hợp thửa đất gốc, thửa đất chưa có diện tích tăng thêm, có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai thì xử lý như sau. A. Trường hợp phần diện tích tăng thêm có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai thì loại đất diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc và phần diện tích tăng thêm theo quy định tại Điều 141 của Luật Đất đai. B. Trường hợp phần diện tích tăng thêm do nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 chưa được thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì loại đất diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc theo quy định tại Điều 141 của Luật Đất đai và phần diện tích tăng thêm theo giấy chứng nhận đã cấp. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, sau đây gọi chung là văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận của bên chuyển quyền theo quy định. C. Trường hợp phần diện tích tăng thêm không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoản này nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai thì loại đất diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc theo quy định tại điều 141 của Luật Đất đai và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại các điều 138 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền. Điều 139 giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 và Điều 140 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền của Luật Đất đai. D. Trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 28, điều 31 và điều 36 của nghị định này.
2. Trường hợp thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận thì xử lý như sau. A. Trường hợp phần diện tích tăng thêm do nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. B. Trường hợp phần diện tích tăng thêm có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai, thì loại đất, diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là toàn bộ thửa đất gốc và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại Điều 141 của Luật Đất đai. C. Trường hợp phần diện tích tăng thêm không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoản này nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai thì thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng. Loại đất, diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc theo giấy chứng nhận đã cấp và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai. D. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng được thực hiện theo quy định tại điều 37 của nghị định này. 3. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thửa đối với diện tích tăng thêm. Nghị định 101/2024 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo nghị định mới ban hành, từ ngày 1 tháng 8, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi tắt là sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tức sổ hồng, lần đầu không quá 3 ngày làm việc. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101 quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Trong đó, Nghị định số 101 quy định rõ thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 20 ngày làm việc. Còn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ hồng, lần đầu không quá 3 ngày làm việc. Theo quy định trên, cả quá trình thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu và cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu là không quá 23 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì thời gian thực hiện đối với thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được tăng thêm 10 ngày làm việc. Trong khi đó, theo quy định trước đây, thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu là không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ và không quá 40 ngày đối với các khu vực vùng sâu vùng xa. Như vậy, trong nghị định mới ban hành, Chính phủ đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký và cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu. Thời gian cấp sổ đỏ lần đầu được tính từ ngày nhận hồ sơ đã đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 19 nghị định số 101. Cùng với đó, Nghị định số 101 cũng quy định cụ thể về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Theo nghị định này, thời gian đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện như sau. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền đổi thửa, hoặc trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê, thu tiền hàng năm là không quá 10 ngày làm việc và không tính thời gian xác định giá đất, ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng là không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kết cấu hạ tầng là không quá 3 ngày làm việc. Nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu gồm thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý gồm tên, giấy tờ nhân thân, pháp nhân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người được giao để quản lý. Thông tin về thửa đất gồm số thửa đất, số tờ bản đồ, địa chỉ, diện tích, loại đất, hình thức sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và các thông tin khác về thửa đất.
thông tin về tài sản gắn liền với đất, gồm loại tài sản, địa chỉ, diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng, hình thức sở hữu, thời hạn sở hữu và các thông tin khác về tài sản gắn liền với đất. Yêu cầu về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc quyền quản lý đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất và tài sản gắn liền với đất. Các yêu cầu khác của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Về nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, Nghị định số 101 quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gồm bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp hồ sơ theo các hình thức, nộp trực tiếp tại các cơ quan quy định, nộp thông qua dịch vụ bưu chính, nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và văn phòng đăng ký đất đai, nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh.